Hồi 88, qua Lư Thủy, Phiên Vương hai lượt vào trong, biết Trá Hàn, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt. Lại nói Khổng Minh tha xong Mạnh Hoạch, các tướng lên trướng hỏi rằng, Mạnh Hoạch là một kẻ cừ khôi ở Nam Mang, nay bắt được hắn, sao thừa tướng lại tha hắn về? Khổng Minh cười nói, ta bắt hắn ví như thò tay vào túi lấy đồ vật đó thôi, cốt sao cho hắn phục cái bụng mình, thì tự khắc yên ổn cả. Các tướng chưa chịu tin. Mạnh Hoạch về đến sông Lư Thủy, gặp quân thủ hạ của mình đang đi dò la tin tức. Quân sĩ thấy chủ tướng trở về, nửa sợ nửa mừng, hỏi rằng, đại vương làm sao lại về được đến đây? Mạnh Hoạch nói khoác rằng, quân thuộc giam tao ở trong trại, đêm khuya, tao giết hơn 10 đứa, lẻn chạy ra ngoài. Đi đường lại gặp một tên kỵ mã, tao giết nốt cướp lấy ngựa, bởi thế được thoát. Chúng mừng rỡ lắm, rước Mạnh Hoạch qua sông Lư Thủy cắm trại. Tù trưởng các động chiêu tụ dần dần những quân mang được tha về, được hơn 10 vạn. Bấy giờ, Đổng Trà Na, A Hội Nam cũng đều ở trong động cả. Mạnh Hoạch cho mời đến. Hai người sợ hãi nhưng cũng phải dẫn quân tới. Mạnh Hoạch truyền lệnh rằng, ta đã biết mẹo của Gia Cát Lượng rồi, không nên ra đánh, hễ đánh tất mắc phải quỷ kế. Quân xuyên từ xa đến đây, nhọc nhằn vất vả. Vả lại hiện đây trời hè nóng nực, quân chúng ở đây thế nào được lâu. Ta có con sông Lư Thủy này hiểm trở lắm, nên kéo hết cả thuyền bè về bờ phía nam, rồi đắp một dãy thành đất, giữ gìn cẩn mật xem Gia Cát Lượng làm gì nổi ta. Các tù trưởng tuân theo kế ấy, đem hết thuyền bè về mé nam, đắp thành đất, dựng chòi cao, trên chòi dư sẵn cung nỏ, tên đạn cực nhiều, chuẩn bị đóng lâu dài. Lương thảo có các động cung cấp, Mạnh Hoạch cho là chắc chắn muôn phần, yên tâm không lo gì nữa. Đây nói Khổng Minh dẫn đại quân tiến đi, tiền quân đã đến sông Lư Thủy. Quân Tiểu Mã về báo rằng, trên sông Lư Thủy không có một chiếc thuyền bè nào, mà nước thì chảy xiết lắm. Cách bên kia bờ sông lại có một dãy thành đất, có quân mang canh giữ. Bấy giờ, trời đang tháng 5, nắng nực khó chịu, đất phương Nam lại càng nóng lắm, quân sĩ không tài gì mặc được áo giáp. Khổng Minh thân đến tận bờ sông, ngắm xem một hồi, rồi về trại. Hội các tướng lại, truyền lệnh rằng, Mạnh Hoạch đóng đồn vững chãi mé nam sông Lư Thủy để chống quân ta. Ta trót đến đây, chẳng lẽ về không? Các ngươi hãy dẫn quân vào các nơi cạnh núi gần rừng, có nhiều cây cối mà cắm trại, cho quân mã nghỉ ngơi cái đã. Bèn sai Lã Khải tìm đám cây cối mát mẻ, lập 4 ngọn trại cách sông Lư Thủy trăm dặm, cho Vương Bình, Trương Ngực, Trương Dực, Quan Sách mỗi người giữ một trại. Bên ngoài dựng những lều cỏ cho ngựa ở, tướng sĩ cùng nghỉ ngơi, tránh nóng bức. Tưởng Uyển xem địa thế chỗ cắm trại, vào bẩm với Khổng Minh rằng, tôi xem các trại của Lã Khải lập ra, rất là không tốt, chính phạm vào địa thế tiên đế thua với Đông Ngô khi xưa. Khổng thử quân mang đi ngầm sang sông Lư Thủy, đánh phép hỏa công, thì cứu làm sao? Khổng Minh cười, nói, ông chớ đa nghi, ta đã có phép. Bọn Tưởng Uyển không biết ý làm sao. Chợt có Mã Đại từ trong thục tải thuốc giải nhiệt và lương gạo đến. Khổng Minh đòi vào. Đại lạy xong, Khổng Minh sai đem gạo và thuốc cấp phát cho 4 trại. Khổng Minh hỏi Mã Đại rằng, người đem quân đến đây nhiều hay ít? Mã Đại nói, có 3.000 quân mã. Khổng Minh nói, quân ta ở đây đánh nhau mãi, mệt nhọc lắm, muốn dùng quân của ngươi, ngươi có gắng sức không? Đại nói, cùng là quân mã của triều đình cả, thừa tướng muốn dùng thì dùng, dẫu chết tôi cũng không dám từ. Khổng Minh nói, nay Mạnh Hoạch chặn mất sông Lư Thủy, không có lối nào sang được, ta muốn trước hết hãy triệt đường tải lương của chúng, để chúng không bị đánh mà cũng phải tan vỡ. Đại nói, làm thế nào mà chặn được? Khổng Minh nói, cách đây 150 dặm, phía hạ lưu xa khẩu cửa sông Lư Thủy, nước chảy từ từ, có thể đóng bè sang được. Người mang 3.000 quân mã sang sông, vào thẳng Động Mang, trước hãy chặn đường tải lương, rồi sẽ hội với Đổng Trà Na, A Hội Nam để cho họ làm nội ứng. Việc ấy phải cẩn thận, chớ để sơ suất. Mã Đại hớn hở dẫn quân đến trước cửa sông, thấy nước nông lắm, phần lớn không kịp đóng bè, cứ cho quân sĩ cởi trần, lội ào sang, lội đến nửa chừng, quân sĩ đều ngã gục cả xuống sông. Mã Đại vội vàng sai cứu lên bờ, thì người nào cũng hộc máu mồm, máu mũi mà chết. Mã Đại giật mình, luôn đêm chạy về kêu với Khổng Minh. Khổng Minh lập tức cho gọi thổ dân ra hỏi. Thổ dân nói rằng, hiện nay trời nắng chang chang, khí độc tụ cả trên bề mặt sông, mà ban ngày lại càng nhiều hơn,
người nào lội xuống nước hoặc uống phải, tức trúng độc mà chết. Nếu muốn lội, phải chờ lúc đêm thanh, khí độc không bốc lên, mà phải ăn no rồi hãy lội, mới không việc gì. Khổng Minh sai ngay thổ dân đưa đường và kén thêm 500-600 tinh binh cho theo Mã Đại, lại đến chỗ cửa bến đóng bè, đợi đến nửa đêm mới sang sông, quả nhiên vô sự. Mã Đại dẫn 3.000 quân, sai thổ dân đưa đường đến thẳng chỗ Yết Hầu đường vận lương của quân Man, hai bên vách núi. Giữa có một con đường đi vừa lọt một người, một ngựa. Mã Đại chiếm được chỗ hiểm ấy, sai quân sĩ lập trại. Quân Man không biết, vừa giải lương đến nơi, bị Mã Đại đổ ra trận đánh, cướp được hơn 100 xe. Quân Man chạy về báo tin với Mạnh Hoạch. Bấy giờ Mạnh Hoạch chỉ cả ngày uống rượu, không nhìn ngó gì đến việc quân. Hoạch bảo với các tướng rằng, ta mà đánh nhau với Gia Cát Lượng, thế nào cũng mắc phải mẹo của hắn. Nay ta giữ men sông Lư Thủy này, thành cao hào sâu, phòng bị cho chắc, quân Thục không chịu được nóng lực, tức phải rút về. Bấy giờ ta sẽ cùng với các ngươi đuổi theo mà đánh, chắc bắt được Gia Cát Lượng. Nói đoạn ha hả cười ầm lên. Có một tù trưởng nói rằng, ở chỗ cửa bến, nước nông lắm, quân Thục nếu sang lén được chỗ ấy, thì ta nguy mất, phải chia quân ra giữ mới được. Hoạch cười, nói, ngươi là người xứ này, làm sao lại không biết. Ta cốt muốn cho quân Thục sang chỗ ấy, nếu sang tất chết cả ở dưới nước thôi. Tù trưởng nói, nếu có thổ dân bảo họ cách sang sông ban đêm, thì làm thế nào? Hoạch nói, ngươi chớ đa nghi, người xứ ta ai lại xuôi khôn cho giặc mà sợ. Đang nói chuyện chợt có tin báo rằng, quân Thục không biết nhiều hay ít, đã sang ngầm sông Lư Thủy lúc nào, chặn mất đường tải lương ở giáp núi của ta, trên cờ hiệu đề mấy chữ, binh bắc tướng quân Mã Đại. Hoạch cười, nói, đồ trẻ con ấy có làm trò gì? Lập tức sai phó tướng mang Nha Trường dẫn 3.000 quân đến chỗ núi đánh nhau với Mã Đại. Đại thấy quân mang đến, mới dàn 2.000 quân ra trước núi. Mang Nha Trường đến nơi, xốc ngựa vào đánh Mã Đại, bị Đại chém chết, quân mang bại trận, chạy về báo với Mạnh Hoạch. Hoạch gọi các tướng lại hỏi rằng, có ai dám ra địch nhau với Mã Đại không? Đổng Trà Na xin đi. Hoạch mừng lắm, cho dẫn 3.000 quân đi. Hoạch lại sợ có người sang cửa bến lần nữa, mới sai A Hội Nam dẫn 3.000 quân ra giữ chỗ ấy. Đổng Trà Na dẫn 3.000 quân đến cửa núi, Mã Đại đem quân ra địch. Quân sĩ có người biết là Đổng Trà Na liền nói với Mã Đại. Đại tế ngựa ra trước cửa trận, quát mắng rằng, quân vô ơn bội nghĩa kia. Thừa tướng ta tha tính mạng cho mày, nay mày lại dám làm phản, không biết xấu hổ à? Đổng Trà Na thẹn đỏ mặt, không nói được câu gì, chưa đánh đã quay về. Mã Đại đánh ập lại một trận, rồi đâu về đấy. Đổng Trà Na về ra mắt Mạnh Hoạch, nói thác rằng Mã Đại anh hùng, không sao địch nổi. Hoạch nổi giận, nói, ta đã biết mày, vốn hàm ơn Gia Cát Lượng, cho nên không đánh mà trở về. Chính mày đã bán rẻ trận này cho Gia Cát Lượng đấy. Lập tức sai lôi ra chém. Các tù trưởng xúm vào kêu vang. Hoạch mới tha, nhưng bắt đánh 100 trượng, đuổi về bản trại. Các tù trưởng đều đến nói với Đổng Trà Na rằng, chúng ta ở Mang Phương này, chưa từng xâm phạm đến Trung Nguyên, mà Trung Nguyên cũng chưa phạm đến ta. Nay vì bị Mạnh Hoạch bức bách, chúng ta bất đắc dĩ phải làm phản. Thiết nghĩ Khổng Minh mẹo mực thần kỳ, Tào Tháo, Tôn Quyền còn phải sợ, huống chi chúng ta. Vả lại chúng ta còn chịu ơn tha chết chưa có dịp báo đền. Chi bằng ta liều bỏ một thân, giết Quách Mạnh Hoạch đi, hàng với Khổng Minh để cứu trăm họ trong động này thoát cảnh làm than. Đổng Trà Na nói, không biết các ngươi có một lòng thế không? Trong đám tù trưởng, toàn là bọn Khổng Minh thay cho về cả, đều đồng thanh thưa rằng, xin đi. Bởi thế Đổng Trà Na tay cầm đại đao, dẫn hơn trăm người vào thẳng đại trại. Bấy giờ Mạnh Hoạch đang say rượu ngủ khì. Dưới trướng có hai viên tướng đứng hầu. Đổng Trà Na trỏ đao bảo rằng, các anh cùng chịu ơn Gia Cát thừa tướng cả, phải nghĩ chi mà báo đáp chứ? Hai tướng kia nói, tướng quân không phải ra tay để chúng tôi bắt sống Mạnh Hoạch đem đột thừa tướng. Nói rồi nhấc tề ùa vào trướng, bắt Mạnh Hoạch trói nghiến lại, điệu ra bờ sông, chở thuyền qua bờ bắc, cho người vào báo với Khổng Minh trước. Khổng Minh đã cho quân đi do thám được việc ấy, mới mật truyền hiệu lệnh cho các tướng bày biện đồ khí giới chỉnh tề, rồi sai người trùm tù trưởng giải Mạnh Hoạch vào, còn bọn người khác cho về trại cả. Đổng Trà Na tới trung quân ra mắt Khổng Minh trước, thuật hết mọi chuyện. Khổng Minh thưởng rất hậu, lấy lời ngọt ngào an ủi,
rồi cho đem các tù trưởng về. Khổng Minh sai Đao Phủ dẫn Mạnh Hoạch vào, cười bảo rằng, trước ngươi đã hứa hễ bắt được ngươi lần thứ hai, thì ngươi mới chịu, này ngươi nghĩ sao? Hoạch nói, đó là thủ hạ ta muốn hại lẫn nhau, mới đến nông nỗi này, chớ không phải là tài của ngươi, sao ta có chịu? Khổng Minh nói, bây giờ ta lại tha cho ngươi về, ngươi tính sao? Mạnh Hoạch nói, ta tuy là người mang, cũng hơi biết binh pháp. Nếu thừa tướng lại tha cho về đồng, ta sẽ dẫn quân ra quyết một trận được thua nữa. Đến khi ấy, thừa tướng lại bắt được, ta sẽ xin dốc lòng cởi ruột mà hàng, không dám kêu ca nửa lời. Khổng Minh nói, lần sau ta mà lại bắt được ngươi, nếu còn không chịu, ta quyết không tha nữa đâu. Bèn sai Tả Hữu cởi trói cho Mạnh Hoạch, rồi cho ngồi ngay trong trướng uống rượu. Khổng Minh nói, ta từ khi ra khỏi lều tranh đến giờ, đánh đâu cũng được, phá đâu cũng tan, mang bàn các ngươi, sao lại không chịu? Mạnh Hoạch nín lặng, không nói gì. Uống rượu xong, Khổng Minh bảo Mạnh Hoạch lên ngựa, đi với mình ra xem các nơi đồn ái và chỗ chứa lương thảo, khí giới. Khổng Minh trỏ bảo rằng, ngươi không chịu ta, thật là ngu lắm. Ta có tinh binh mãnh tướng, lại nhiều khí giới lương thảo thế này, sức ngươi đương sao nổi. Nếu ngươi hàng ngay đi, ta sẽ tâu với thiên tử cho làm vua xứ này, mà con cháu cháu nhà ngươi, đời đời sẽ trấn thủ mãi đây, ý ngươi nghĩ sao? Hoạch thưa, dẫu ta có hàng, nhưng người trong động chưa thực bụng chịu hàng. Thừa tướng bằng thai cho về, ta xin chiêu an quân mã trong bản bộ, để làm cho đồng lòng hợp bụng, bây giờ mới có thể quy thuận được. Khổng Minh mừng rỡ, cùng với Mạnh Hoạch trở về trại, lại uống rượu, đến tối mới tan tiệc. Hoạch từ Tạ trở ra. Khổng Minh thân tiện đến bờ sông Lưu Thủy, cho thuyền đưa Mạnh Hoạch về. Mạnh Hoạch về đến trại, trước hết phục quân Đao Phủ ở dưới trướng, sai người Tâm Phúc đến trại Đổng Trà Na. A Hội Nam nói dối rằng Khổng Minh sai sứ đến, lừa cho hai người lại, rồi đem giết đi, quản thây xuống suối. Đoạn sai người thân tín giữ chắc cửa ải, tự mình dẫn quân ra chỗ giáp núi, định đánh nhau với Mã Đại. Nhưng đến nơi, không thấy bóng một người nào. Gọi thổ dân ra hỏi, họ nói đêm qua quân Thục đã chuyển vận lương thảo qua sông Lưu Thủy về trại bên kia rồi. Hoạch trở về động, bàn với em là Mạnh Ưu rằng, đồn trại của Khổng Minh hư thực thế nào. Ta biết cả rồi, em nên sang bên ấy, cứ thế này mà làm cho anh. Mạnh Ưu tuân lệnh, dẫn hơn 100 quân, khiêng vác vàng bạc, châu báu cùng các thứ ngà voi, sừng tê, qua sông Lư, định đến thẳng trại Khổng Minh. Vừa qua sông, bỗng nghe bé trước đổi sóng, rồi có một toán quân dàn ra, đại tướng đi đầu là Mã Đại. Ưu sợ quá, đại hỏi đến có việc gì, rồi ngăn lại, cho người vào báo với Khổng Minh. Bấy giờ Khổng Minh đang ngồi trong trướng, bàn việc bình mang với Mã Tốc, Lã Khải, Tưởng Uyển, Phí Vĩ. Chợt có người vào báo, Mạnh Hoạch sai em là Mạnh Ưu lại dân đồ vật quý. Khổng Minh ngoảnh lại bảo với Mã Tốc rằng, ngươi có biết ý nó lại đây ra làm sao không? Tốc bẩm, tôi không dám nói lộ ra, xin viết vào một mảnh giấy trình thừa tướng, xem có hợp ý ngài chăng? Khổng Minh ưng lời. Mã Tốc viết xong dâng lên. Khổng Minh xem qua, vỗ tay cười ầm lên, nói, mẹo của ta bắt Mạnh Hoạch đã định sẵn đâu vào đấy cả rồi, ngươi nói chính hợp ý ta lắm. Liền gọi Triệu Vân vào trướng, ghé tai dặn nhỏ mấy câu. Lại gọi Ngụy Diên, Vương Bình, Mã Trung, quan sách mỗi người dặn mẹo mực vài câu. Ai nấy cùng vân lệnh đi ra, Khổng Minh mới cho đòi Mạnh Ưu vào trướng. Ưu lệ rồi nói rằng, anh tôi cảm cái ơn của thừa tướng tha chết cho, không biết lấy gì báo được. Đây gọi là có chút của quý, xin đem đến tạm làm đồ khao quân, sau này sẽ xin có lễ vật khác để tiến cống thiên tử. Khổng Minh nói, anh ngươi bây giờ ở đâu? Mạnh Ưu nói, bẩm anh tôi đội ơn to của thừa tướng, hiện còn phải ra núi ngân hàng nhặt nhạnh ít nhiều quý vật, lát nữa thế nào cũng lại đây. Khổng Minh nói, ngươi đem quân mã đến đây nhiều hay ít? Ưu nói, bẩm không dám đem nhiều, chỉ có hơn 100 người đi theo, toàn là phu tải đồ cả. Khổng Minh cho gọi vào trong trướng, quả nhiên toàn là những người mắt xanh, mặt đen, tóc vàng, râu đỏ, tai đeo vòng vàng, đầu tóc bù xù, chân không giày dép gì cả, người nào cũng to lớn lực lưỡng. Khổng Minh cho ngồi xếp hàng trên chiếu, sai các tướng khẩn khoản mời rượu. Mạnh Hoạch ở nhà, chực đợi tin tức. Một lát, có hai người về, Hoạch gọi vào hỏi. Hai người nói, Khổng Minh nhận cả lễ vật rồi, lại gọi cả vào trong trướng, giết trâu bò, làm tiệc thết đãi.
Đệ nhị đại vương sai chúng tôi về báo với đại vương, canh hai đêm hôm nay, trong ứng ngoại hợp, chắc xong việc. Mạnh Hoạch mừng lắm, lập tức điểm 3 vạn quân, chia làm 3 đội, gọi các tù trưởng đến dặn rằng, quân sĩ phải đem đồ phóng hỏa, đêm hôm nay đến trại thục, đốt lửa làm hiệu, ta thân đến đánh vào trung quân để bắt gia các lượng. Các tù trưởng vân lệnh. Chiều vàng vàng mặt trời, quân mang lẻn qua sông Lưu Thủy, Mạnh Hoạch dẫn các tướng tâm phúc, hơn 100 người, đến thẳng trại Khổng Minh. Dọc đường không thấy một người nào ngăn trở. Hoạch tế ngựa xốc thẳng vào, té ra là một trại bỏ không. Hoạch sấn vào trong trung quân thấy đèn đuốc sáng choang, mà Mạnh Ưu và bọn quân mang đều say lử, nằm ngổn ngang cả đấy. Nguyên là Khổng Minh sai Mã Tốc, Lã Khải trông coi thết đãi bọn ấy, có phường chèo múa hát, ân cần mời rượu, trong rượu bỏ thuốc mê sẵn, cho nên người nào cũng mê mệt như người chết. Mạnh Hoạch gọi hỏi ra làm sao, trong bọn ấy có người tỉnh, chỉ lấy tay chỉ vào mồm chứ không nói được. Hoạch biết bị mắc mưu, vội vàng cứu được một số đứng dậy toan chạy về, bỗng đâu tiếng reo nổi lên ầm ầm, lửa bốc đỏ rực, quân thục đổ lại, đi đầu là đại tướng Vương Bình. Hoạch giật mình, vội chạy sang đội tả, lại thấy lửa sáng rực trời, toán quân của Ngụy Diên ập tới. Hoạch quay đầu chạy về đội hữu, lại gặp phải Triệu Vân. Ba mặt đánh dồn cả vào. Hoạch phải bỏ cả quân sĩ, độc một mình trốn thoát ra được bờ sông, trông ra thấy có vài mươi quân mang, đang bơi một chiếc thuyền nhỏ trên sông. Hoạch gọi vào gần bờ, rồi đem cả ngựa xuống thuyền. Vừa bước xuống đến nơi, bỗng đâu tiếng hiệu nổi lên, quân trong thuyền trói nghiến ngay Mạnh Hoạch lại. Nguyên đấy là Mã Đại Lĩnh Mẹo của Khổng Minh, giả làm quân mang, bơi thuyền ngoài sông để lừa bắt Mạnh Hoạch. Khổng Minh chiêu an, quân mang về hàng nhiều lắm, Khổng Minh đều lấy lời khuyên dụ, không giết một ai. Một lát, Mã Đại giải Mạnh Hoạch vào. Triệu Vân điệu Mạnh Ưu đến. Ngụy Diên, Mã Trung, Vương Bình, Quan Sách dẫn các tù trưởng lại. Khổng Minh trỏ vào Mạnh Hoạch, cười nói, ngươi sai em đem lễ lại trá hàng, che mắt ta thế nào được, phen này đã chịu chưa? Hoạch thưa, đó chỉ vì em ta tham ăn, tham uống, trúng phải thuốc độc, bởi thế lỡ việc. Nếu ta đến mà để cho em ta đi tiếp ứng bên ngoài, thì chắc xong việc. Đó là trời không tựa ta, chớ không phải ta có dại dột gì. Đành chết thì chết, chớ ta vẫn chưa chịu. Khổng Minh nói, ngươi đã phải bắt 3 lần rồi, sao vẫn chưa phục? Hoạch cúi đầu không nói gì. Khổng Minh lại cười, nói, ta lại tha cho ngươi về lần nữa thì sao? Mạnh Hoạch nói, nếu thừa tướng tha cho anh em ta về lần này, xin thu xếp thủ hạ, đánh nhau một trận to nữa. Bây giờ mà lại bắt được ta, ta sẽ dốc lòng theo hàng. Khổng Minh nói, nếu ta bắt được lần nữa, quyết không tha nữa đâu. Ngươi phải suy nghĩ cho chính, xem lại sách thao lược, dùng người thân tín, nghĩ lấy mẹo hay, chớ để hối hận về sau. Liền sai võ sĩ cởi trói, tha cho Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu và bọn tù trưởng về. Bây giờ quân thục đã sang qua cả sông Lưu Thủy rồi. Bọn Mạnh Hoạch trở về, vừa sang khỏi sông, đã thấy quân thục đóng đặt cả trên bờ, tinh kỳ pháp phới. Hoạch đến trước cửa trại, Mã Đại ngồi ngất nghểu trên địch lâu, trỏ gươm ra quát rằng, phen này bắt được nữa, quyết không tha đâu. Hoạch về đến trại cũ thì trại đã bị Triệu Vân cướp mất từ lâu rồi. Vân ngồi dưới lá cờ đại, chống gươm bảo rằng, thừa tướng xử tử tế như thế, chớ có quên ơn nha. Hoạch dạ dạ luôn mấy tiếng rồi đi. Vừa ra đến một trái núi ở đầu cõi, lại thấy Ngụy Diên dẫn 1.000 tinh binh đóng trên gò, kiềm ngựa thét to lên rằng, ta nay vào đến tổ nhà ngươi, cướp hết các nơi hiểm trở rồi, sao còn u mê mà kháng cự mãi? Phen này tóm được ngươi lần nữa thì xả thay làm muôn mảnh, quyết không tha đâu. Mạnh Hoạch ôm đầu lủi thủi, đi miết một mạch về động. Người sau có thơ khen Khổng Minh rằng, trời hạ cầm quân tới cõi mang, sương mù nghi ngút buổi chưa tan, nghĩ ơn tam cố mong đền báo, dám quản công trình mấy khổ gian. Khổng Minh cất quân sang qua sông Lư, hạ trại đâu đấy, khao thưởng 3 quân, rồi hội các tướng lại dưới trướng bảo rằng, Mạnh Hoạch bị bắt lần thứ 2, ta cho xem tình hình cả dinh trại, là cốt để cho hắn cướp trại của ta. Ta biết hắn cũng võ vẻ binh pháp, nên mới khoe khoan lương thảo khí giới, để hắn thấy rõ ràng, tất nhiên dùng mẹo hỏa công. Cho nên hắn mới sai em đến trá hàng, định làm đội ứng đó thôi. Ta ba phen bắt được mà không đỡ giết, đó là muốn hắn tâm phục, chớ không muốn giết cả giống loài hắn làm gì. Ta bảo rõ cho các ngươi biết, các ngươi nên hết lòng giúp nước, chớ có quản công khó nhọc.
Các tướng đều bái phục, nói: "Thừa tướng đủ cả trí, nhân, dũng, dẫu tử nha, Tử Phòng ngày xưa cũng không bằng." Khổng Minh nói: "Ta đâu dám mong bằng cổ nhân, cũng đều nhờ sức các ngươi, cùng nhau làm nên công nghiệp đó thôi." Các tướng nghe lời Khổng Minh, ai nấy cùng vui mừng, hả dạ. Đây nói Mạnh Hoạch bị bắt 3 lần nhục nhã, cầm tức trở về Động Ngân Hàng, sai người Tâm Phúc mang đồ kim ngân, châu báu vào 8 vùng phiên, 93 điện, cùng các bộ lạc mang phương khác, mượn đủ 10 vạn quân hung tợn, dùng toàn mộc và mã tấu, kéo đến dư kiến nghe Mạnh Hoạch điều dụng. Quân do thám về báo, Khổng Minh cười, nói: "Ta cốt muốn cho quân mang đến đông đủ, để chúng biết tay ta một thể." Nói đoạn, trèo lên một chiếc xe nhỏ, sai lính kéo đi xem địa thế. Ấy là, không có chúa mang nhiều thế mạnh, biết đâu thừa tướng bật cao tay. Chưa biết được thua ra sao, xem hồi sau sẽ hiểu.